Em là ly hôn. Sau khi ly hôn thì em dồn toàn tâm toàn ý để chăm sóc hai cháu nhỏ. Em có hai con gái. Lớn rồi. Là bao nhiêu rồi em? Cháu lớn là 14 tuổi và cháu nhỏ là 8 tuổi. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi bạn. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh trai bên kia. Xin chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Uyên. Năm nay em 35 tuổi. Hiện tại em đang làm giảng viên đào tạo thẩm mỹ. Em là một chuyên gia tư vấn làm đẹp khuôn mặt theo xu hướng phong thủy và nhân tướng học. Em hiện tại đang có một cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội. Ủa, có nghĩa là em làm việc ở Hà Nội hay là ở đây? Khi đăng ký chương trình này thì các bạn học viên cho em đăng ký ở đây vì em mở một cái trung tâm đào tạo ở đây. Ở đây. Nhưng mà cái thời gian dịch vừa rồi thì cái cửa hàng ở ngoài kia cũng có cái sự xáo trộn, vào trong này cũng có một chút, thì em vừa mới chuyển dồn hết về Hà Nội. Có nghĩa là bây giờ là em đang ở ngoài Hà Nội đúng không? Bây giờ em đang ở Hà Nội. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào quý vị khán giả. Em xin giới thiệu. Em tên là Nguyễn Phúc Thọ. Năm nay em hơn 40 tuổi ạ. Em đang là nhân viên lái xe cho công ty ạ. Lái xe tải hay xe? Dạ, con là lái rồi. Xe con ạ. Lái xe con. Dạ. Hiện giờ thì đang làm việc ở quận Nhất ạ. Coi như là một người thành phố Hồ Chí Minh, một người tuốt Hà Nội đó. Nhưng mà vì công việc thì bạn Hà Nội cũng có thể đi ra ra đi vào thành phố Hồ Chí Minh, mà lái xe thì cũng có thể đi ra Hà Nội. Dạ. Không sao cả. Vấn đề là tình yêu đủ thăng hoa thì mình đi tới đâu cũng là vấn đề. Họ cho bên đàn gái biết về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Em thì em chạy xe thì hơi nhanh, nhưng mà em dạo này thì cũng bớt nhanh rồi ạ. Nhanh thì có an toàn không? Dạ, cũng an toàn ạ. Nhanh thì cái cao tốc là phải nhanh rồi. Dạ. Nhưng mà an toàn. Thứ bảy chủ nhật thì em cũng nướng lắm ạ. Khuyết điểm gì nữa không? Dạ, khi cũng hay nóng tính chút xíu ạ. Còn gì nữa? Hết rồi anh ạ. Ừ, như đó cũng là mệt rồi đó. Còn ưu điểm là biết nấu ăn, phụ giúp công việc nhà này kia. Rồi. Đó, vậy là ok rồi đó. Rồi bây giờ còn mình nè, mình nói cái điểm mạnh điểm yếu của bên nhà mình nè. Em thì là một người cũng lành tính thôi. Biết yêu thương, quý trọng người già, yêu trẻ em. Và em hòa đồng, em cũng là một người nhanh, nhạy bén trong công việc. Em yêu công việc. Còn điểm yếu của em thì chắc là em có một chút cái tôi. Mọi người có cảm giác là em hơi khó tính một chút. Rồi em có mấy mối tình rồi? Em là ly hôn. Sau khi ly hôn thì em dồn toàn tâm toàn ý để chăm sóc hai cháu nhỏ. Em có hai con gái. Lớn rồi. Là bao nhiêu rồi em? Cháu lớn là 14 tuổi và cháu nhỏ là 8 tuổi. Còn bạn trai, đường tình duyên thế nào? Dạ, em thì có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là thời học sinh. Mối tình kế còn tiếp. Mối tình thứ hai thì cũng được hơn 2 năm. Sau đó thì có cái việc nó không được may mắn nên em chia tay rồi. Và có một con trai. Có nghĩa là em cũng đã có con rồi. Dạ, đã ly hôn rồi. Ồ, có nghĩa là như vậy là em cũng đã một em đã có một rồi, lần dạ, lỡ chuyến đò chứ đâu phải là một lần. Con của em là đang ở với ai? Dạ, con của em bây giờ thì đang ở bên bà ngoại. Bao nhiêu tuổi rồi? Bên mẹ phải không? Dạ, 14 tuổi ạ. Rồi hiện nay em ở với ai? Dạ, hiện giờ thì em đang ở quận 9, có một mình em thôi. Em ở nhà riêng hay là? Dạ, nhà riêng. Em đi dị vợ em bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng gần 10 năm rồi anh. Gần 10 năm, lâu rồi ha. Lâu rồi. Rồi 10 năm qua thì đi làm thôi. Dạ thì cũng đi làm mà cũng có ý định làm quen, nhưng mà do cái duyên không có nên cũng chưa có tìm được người. Có rơi vào đâu đó nữa không? Không có anh ạ. Hỏi cho kỹ bởi vì cái này nó hết sức là quan trọng ha. Dạ. Mình làm mai làm mối phải biết cho nó kỹ, chứ không nó tội nghiệp người ta. Dạ. Nói chung là hai người đều lỡ chuyến đò. Lỡ một chuyến đò ha. Nhưng... thì bây giờ là chị muốn hỏi em là một cái nửa còn lại của em, lần thứ nhì này thì em muốn cái người phụ nữ đó phải như thế nào? Dạ, em muốn một người phụ nữ sống chân thật, quan tâm đến gia đình này kia và biết nấu ăn. Em có quan trọng về ngoại hình không? Ngoại hình thì em nghĩ giống như kiểu Như Phúc hay là Thanh Trúc là được. Như Phúc, Thanh Trúc, coi Như Phúc, Như Trúc gì hay là gì đây? Đây, xin mời ông giao lưu với nhà gái chúng tôi. Dạ, con gái. Nhìn về có ai nghĩ 35 tuổi không trời? Xinh rồi nha. Xinh mà trẻ trung.
Anh nói ở đây như Phúc cũng là em út anh thôi, nhưng bạn này cũng nét giống giống vậy đó, mà cũng mặt gương mặt cũng xinh đó. Em muốn một người mẫu người đàn ông lý tưởng thế nào? Em muốn một người đàn ông trước tiên là phải biết hiếu thảo với cha mẹ, rồi gia đình là quan trọng nhất, vợ con. Người đàn ông không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không nói nhiều. Ngoại hình thì sao em? Em nghĩ rằng là một người mà đàn ông mà để em có cảm tình thì người đó có cái sự phúc hậu, sự nói chung là đàng hoàng, tử tế là em thích rồi. Rồi, cảm ơn em gái. Bây giờ em đi với ai? Em đi với hai chị gái của em và một em trai đồng nghiệp ạ. Rồi, xin mời đại diện nhà gái. Em chào anh Quyền Linh ạ. Em chào Dương Vân ạ. Chào, em chào nhà trai ạ. Em chào tất cả khán giả ạ. Em là Tuấn, là đồng nghiệp, cũng là em trai của chị Uyên ạ. Chị Uyên thì là một người khá là nhanh nhẹn. Chỉ có điều là bởi vì là người phụ nữ kiểu từng đổ vỡ đấy ạ. Nên là chị ấy khá là mạnh mẽ và khó tin tưởng đàn ông thôi. Và em thấy anh Thọ ở đây thì là một người khá là hiền lành. Nếu mà anh ấy có thể chịu được việc là ra Hà Nội để làm việc và để chăm sóc cho chị Uyên thì em thấy là hoàn toàn có thể ok ạ. Cảm ơn Kinh. Họ đi với ai? Dạ, em đi với cô ruột và chị làm chung công ty. À, mời nhà trai nào. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả khán giả trong trường quay. Tôi là cô của Thọ. Tôi không khen cháu của tôi, nhưng mà tôi biết là cái bản chất tuy rằng nóng tính, nhưng mà khi con nghe nói Thọ nói nóng tính thì con đừng sợ là sẽ đánh đập hay là gì, không có. Thì cô thấy qua cái sự giới thiệu của con thì cô cũng thấy là một người phụ nữ rất tốt. Thì bây giờ thì có thể là một cái chuyện hôn nhân là cái chuyện lâu dài, tại vì hai con đã từng có những sự đổ vỡ rồi. Thì bây giờ đây cũng là một cái cơ hội để hai con gặp nhau. Nếu có tiến tới hôn nhân và sống chung với nhau thì cái điều là rất tốt. Thì mỗi người trong cuộc sống này ai cũng có những cái khuyết điểm riêng. Thì nếu mà thực sự yêu thương và tha thứ cho nhau thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp nhất. Và cô mong ước những điều đó cho hai đứa như vậy. Yeah, xin cảm ơn anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Yeah, cảm ơn cô. Rất tuyệt vời những lời chia sẻ từ hai bên gia đình. Bây giờ mình mở rào đi nha. Đó. Mở thấy rào. Cái cảm xúc đầu tiên nha. Bắt đầu đi Thọ. Dạ, em chào anh. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. À, anh tặng cho em đôi giày. Có dạ em không? Em rất thích, nhưng mà anh mua size bao nhiêu đấy ạ? Cho anh không nói số đi, em cứ thử nói. Em ngồi xuống đi, thử mang thế nào. Giống nó vừa dày là duyên tử số mà đó nha. Giày cô Tấm á, cũng cái mũi nhọn giống kiểu quỷu của em thích nè, đã thấy chưa? Dạ. Chắc là trời ơi, vừa in luôn. Vừa không. Có nghĩa là vừa mà không có không xê xịt một miếng nào luôn. Mang lên. Luôn đôi mang mới luôn, luôn. Đây là mình ảnh đẹp đấy. Đây là một kỷ niệm đẹp đấy. Dạ anh ơi, em rất là thích đôi giày này. Nó không những khá vừa chân em mà cái màu rất nhã nhặn, hợp với cái tính cách của em á. Mang luôn đi, mang luôn cho đủ cặp đi em. Đó, bỏ đôi cũ vô hộp đi, đóng lại. Đôi cũ đem cất vào bên trong. Đúng rồi. Mình thay đổi cuộc đời đi, đúng thay rồi, đổi mọi thứ cho lại. Nó đẹp. Em có bối rối, không cần phải bối rối gì cả. Chuyện mang giày để anh lo đi. Rồi. Có một chút quà tặng anh. Đây là cái cà vạt. Em đeo ngay bây giờ, ngay và liền luôn. Em có một chút quà tặng anh. Đây là cái cà vạt. Biết đâu đôi giày ấy và cà vạt ấy mình sẽ mang và đeo đúng cái ngày nào ấy. Anh em... có thích màu này không? Màu này đẹp. Dạ. Nếu sau này mà em và anh mà có duyên thì em sẽ cố gắng học thắt cà vạt và em sẽ thắt cho anh mỗi buổi sáng. Trời. Rồi, hai người ngồi nói chuyện với nhau đi. Em muốn hỏi là anh có cái suy nghĩ như thế nào về người phụ nữ đã từng đổ vỡ, hay nói đúng hơn là đã từng trải qua một lần hôn nhân như em? Anh thì anh thấy em người rất là dễ thương. Còn chuyện đổ vỡ thì đối với anh thì nó cũng không quan trọng, tại vì mình đến với nhau là mình chân thật, mình chăm sóc cho nhau. Nếu như sau này mà mình đến với nhau thì con riêng hay con chung gì thì mình cũng quan tâm, chăm sóc.
và nuôi dạy cho lớn lên người tốt cho giúp cho xã hội. Nhẽ ra là em sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng qua cái đợt dịch vừa rồi thì cái công việc của em nó thu hẹp lại, thì em dồn về cái cơ sở ở Hà Nội. Đó, thì hiện tại là em đang sống ở Hà Nội, thì em không biết rằng là cái khoảng cách địa lý như vậy thì có anh cảm thấy rằng là mình có muốn tiến tới một cái mối quan hệ mà bạn gái của mình ở quá xa như vậy không? Thì nếu được thì anh sẽ mua vé máy bay đi ra, và nếu như sau này mà em cảm thấy hợp thì mình sẽ chuyển về thành phố làm việc. Trong trường hợp mà em công việc của em ở Hà Nội mà em vẫn muốn giữ cái công việc ở Hà Nội và em muốn sống ở Hà Nội thì anh suy nghĩ như thế nào? Thì anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để ra ngoài đó. Nghĩa là sẽ đi lại lại giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Anh có nghĩ rằng như vậy thì cái cuộc sống gia đình nó có được như anh mong đợi không? Thì mình sẽ cố gắng sắp xếp. Một ý là... của ấy hỏi là anh có thể ở ngoài đó luôn được hay không đó. Dạ. Dạ, cái này thì để cho em thêm thời gian để em sắp xếp công việc. Nếu như nó hợp lý thì anh sẽ ra ngoài Hà Nội luôn. Đó. Mình có rung động gì với cô gái này chưa? Em có rung động. Có rung động. Bây giờ em cứ bước tới nắm tay cô gái ấy. Đấy. Để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy. Em muốn nói gì với cô ấy ngay bây giờ, từ tận đáy lòng của mình, từ tận con tim của mình? Anh có một bài hát muốn tặng cho em. Anh dạ, em cảm ơn anh. Bằng lòng đi em, anh về quê đưa má lên liền, mẹ cha lên hỏi rước dâu bằng xe bốn bánh, áo cưới hình đôi bồ câu, hai đứa mình cùng mái tâm tình. Nè bằng lòng đi em, mình cưới nhau liền. Trời ơi, là đó, đàn ông Nam Bộ là người ta vậy đó em. Ta có làm sao, ta nói vậy chứ ta không có giấu giếm em ơi. Em có năng khiếu một chút về âm nhạc. Em có thể hát cải lương, có thể hát chèo, có thể hát quan họ, nhạc vàng các thứ. Anh thích nghe thể loại nhạc nào? Nhạc vàng anh nghe được, quan họ anh nghe được, cải lương anh cũng nghe được, không sao cả. Dạ anh muốn cải lương. Thì em cứ hát thì anh sẽ nghe thôi. Hát hết luôn ba loại, thể loại. Cải lương thì thường là em thích, trước ấy, em thích nghe Mạnh Quỳnh với cả Phi Nhung hát những cái bài tân cổ. Em hát một đoạn thôi, nhưng mà thực ra là mình cái nội dung của bài hát anh đừng ứng vào trong cái trường hợp của chúng ta nhá. Thì nó hơi buồn. Em trả cho anh những chồng thư cũ, là trả cho nhau những lời hẹn hò đôi lứa. Tình nghĩa ngày xưa nay chỉ còn là kỷ niệm mong ước đầu tiên, xin trả lại cho người. Hay quá! Chẳng ai đau xót ngậm ngùi, lưu giữ làm chi những tờ thư cũ, vì em sợ rằng em không thể quên anh. Em sẽ là người vợ thiếu thủy chung, sống bên chồng mà nhớ thương người tình cũ, đã chia phối mỗi người một ngã, hãy xem như ta đã phụ nhau rồi. Cảm ơn anh nhiều. Hay vậy. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đủ để cảm nhận xem mình có bấm chiếc nút đó hay không. Cả hai để tay vào nút bấm. Hãy làm theo cảm xúc của mình. Các bạn đủ lớn để có thể cảm nhận tất cả điều đó. Nào. Nào, bây giờ bắt đầu nha. Sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Em có thể nói một chút lý do. Cho em nắm tay anh. Thực ra anh là một người đàn ông rất là tốt. Nếu như mà bất cứ một người phụ nữ nào mà lấy được một người chồng như anh. Tuy nhiên có một cái lý do để em không bấm nút, đó là khoảng cách của chúng ta quá xa. Lỗi là do em, bởi vì là trước là em làm việc ở trong này và em đã xác định là em sẽ vào trong này sinh sống. Thế nhưng mà cái điều kiện
cái lý do khách quan là do dịch Covid ạ. Thì em, cái công việc của em thay đổi, em phải chuyển ra ngoài. Thì cái lý do em không bấm nút không phải là em chê anh bất cứ một lý do gì cả. Anh rất là tốt. Em chỉ lo lắng rằng là với cái tầm tuổi như chúng ta rồi, còn con, còn cái, còn công việc mà nó không có một cái gì chắc chắn, một cái gì đó mà mang lại cái tương lai cho cả hai, thì nó sẽ làm lỡ cơ hội cho cả anh và em. Em chúc anh hạnh phúc. Vậy thì em cũng cảm ơn em. Thì em cũng hy vọng rằng sau chương trình này em sẽ tìm một người phù hợp để yêu thương em và chăm sóc cho em và con em. Em cảm ơn anh nhiều. Chị thấy rất văn minh. Thấy là hai bạn nên giữ liên lạc với nhau. Ít ra là bây giờ cứ đồng hành với nhau như là bạn bè đó, chia sẻ với nhau là chị thấy rất là tốt luôn. Đúng ra nếu anh là Như Thọ, anh sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Anh sẽ ra Hà Nội, anh nói thẳng luôn. Tại vì em cũng không có dứt khoát lắm, làm cho cô ấy có một vài cái điều suy nghĩ về khoảng cách. Hãy giữ lấy tất cả những kỷ niệm mà mình có được trong ngày hôm nay để chúng ta có một hành trang đẹp trên con đường mình đi, và biết đâu hạnh phúc sẽ sớm đến một ngày nào đó với hai bạn nha. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi trai. Rồi, xin mời nhà gái. Giới thiệu về mình đi em trai. Lần đầu tiên con xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và bạn gái bên kia và quý vị khán giả đang xem chương trình. Con tên là... Quên tên luôn hả? Con tên là Thanh Tùng. Cái gì Thanh Tùng? Nguyễn Thanh Tùng. À, con đến từ đâu? Con đến từ Đắk Nông. Con làm gì Tùng? Con cái nghề con thì làm vườn thôi. Con năm nay 29 tuổi ạ. Vườn con trồng gì vậy Tùng? Dạ, vườn con trồng cà phê. À, tiêu, điều, điều cao su. Là vườn nhà của con hay gì Tùng? Dạ, vườn của con ạ. Ồ, bao nhiêu mẫu con? Trước kia là nhà con có 10 mẫu. Nhưng mà sau này em gái con lập gia đình. Chia là bớt. Chia cho mỗi đứa em gái 5 sào. Và lấy chồng cho một đứa em gái, mỗi đứa một cây vàng. Bốn đứa em gái thì đã lập gia đình hết rồi. Có lý lịch rất ngang đàn trai vậy đó. Bộ mà nha. Còn vậy đó. Ừ. Rồi giờ mình giới thiệu nè. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh. Con tên Đinh Thị Trang, năm nay con 28 tuổi. Làm nhân viên văn phòng, con làm ở bên Thủ Đức. Quê con đâu? Dạ con ở Đồng Nai. Đồng Nai là huyện nào? Huyện Định Quán, có đá ba chồng ạ. Bây giờ mình nói chút xíu ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Tùng. Ưu điểm của con là từ nhỏ là con có một tính rất tự lập. Thứ hai là con làm việc rất trung thực. Bất cứ việc gì con đã làm là con phải có trách nhiệm với nó. Đúng. Hoàn thành tốt nó. Quá tốt. Dù nó có khi mà làm nó xảy ra sự cố hay gì đó, nhưng mà mình cố gắng khắc phục hết mọi thứ để hoàn thiện, để không bị sai sót nhiều quá. Rồi, con có điểm yếu gì không Tùng? Điểm yếu của con là hay lo và có tính bi quan. Bây giờ con lo gì mà thấy con run quá vậy? Dạ, lo lắng liệu mình có thể hiện tốt trước bạn gái cũng như gia đình bên bạn gái hay là... Có chú người ngồi đây không lo gì hết, giờ thoải mái lên ha. Đúng rồi, Tùng. Rồi con bi quan cái gì nữa Tùng? Dạ, con làm việc gì con cũng suy nghĩ cái chiều xấu trước. Con sẽ suy nghĩ nó xảy ra đến mức nào. Đúng, giống chú. Rồi, sau đó là mình... Mình suy nghĩ giống như mình làm việc gì nó... Cái, thí dụ thất bại thì sao ta? Mình dạ, tính trước rồi. Đi. Để khi tới đó mình đừng có sốc, nhưng mà khát vọng mình vẫn phải muốn chinh phục để thành công. Dạ. Nhưng mà suy nghĩ điểm xấu nhất nó là như thế nào, đúng không? Dạ. Tốt, không sao cả, đó không phải điểm xấu đâu con. Rồi thôi bây giờ bên đây mình nói đi, mình nói về mình chút xíu đi con. À dạ, ưu điểm con nghĩ là con dễ gần với lại rất đúng giờ, rất nguyên tắc à. Với rất biết suy nghĩ cho người khác. Khuyết điểm con là hay quên. Với lại con bị cảm xúc nó chi phối nhiều á, là thiên về tình cảm nhiều hơn. Chứ là nhiều việc con không có xử lý theo lý trí được. À con xử lý bằng cảm tính. Dạ. Chứ còn không xử lý bằng lý trí hả? Vâng. Con có sợ yêu xa không? Dạ không, con sợ yêu xa. Con nghĩ là ít gặp nhau thì khi mà mình gặp nhau cái cảm xúc nó nhiều hơn, với lại mình trân trọng cái giây phút đó nhiều hơn. Tùng đó giờ có mấy mối tình rồi? Từ đó giờ con có một mối tình. Từ thời học sinh, tuổi thơ con thì nói chung nó cũng xảy ra một sự cố là rất là buồn. Mẹ con với ba con thì kết thúc nhau sớm. Rồi con với cũng cùng mẹ cùng để làm để nuôi em, rồi con cũng lo đi học. Mà khi trong quá trình đi học thì có bạn đó là trong gia đình bạn có điều kiện ấy. Mà con đi học hồi đó nhà cũng nghèo lắm. Áo trắng con mặc mà nó cũ thì cả đồ của con mặc là người khác cho, chứ con đâu có được có tiền mà
mua áo đem mặc đâu. Đồ con là cậu con cho con mặc lại. Cái khi đi học cái bạn gái thấy con, hồi đó con không có cảm giác là học là gì đâu. Lúc đó con cảm giác như là mình đi học cũng như nó buồn. Cái hai nơi gia đình nó nghèo nữa, đi học người ta hay nói nhà không có ba thì gia đình nghèo rồi người ta chăm chọc mình. Đó, cho nên cái bạn gái ngồi cùng con, bạn động viên con nhiều lắm. Bạn động viên con học kêu rồi, dù thế nào bạn phải học đi, bạn phải vượt lên, đừng vì vậy mà mình người ấy sinh tình yêu với bạn đó. Là tự nhiên em con thương thầm bạn ấy. Từ đó, lớp 6 đến lớp 9 luôn. Nói chung là con cũng thăng trầm, hỉ nộ ái ố cũng trải qua nhiều rồi. Cũng là một người đàn ông bản lĩnh vượt qua những khó khăn rồi ha. Con có trải qua mấy mối tình rồi? À, dạ con chỉ có một mối tình đơn phương năm 26 tuổi thôi. Tới giờ này bạn có biết là con đơn phương bạn chưa? Con có cái là con thích ai là như cả thế giới đều biết nha. Nhưng mà bạn không có tiếp nhận cái tình cảm của con. À, tại vì cái bạn đó là có bạn gái rồi. Ồ, vậy hai đứa con giống nhau quá. Thì bây giờ con mong muốn là cái người bạn của con sẽ như thế nào, người yêu của con? À, dạ cái anh đó trưởng thành, tính ấm áp một chút xíu, biết quan tâm với người khác. Trưởng thành là có rồi đó nha. Ấm áp thì chưa biết chút xíu, con rời có ấm không có luôn đó. Nha, quan tâm là có luôn, bởi vì nhà bốn em gái phải đi học vừa làm để phụ gia đình đó. Phụ mẹ từ lúc nhỏ nuôi em gái mà. Chào con. Chào cô. Rồi còn ngoại hình thì sao? Chỉ cần cao hơn con chút xíu được rồi. Con cao nhiêu? Cao 1m55 thôi. 1m55 hả? Chứ con cao nhiêu? Thì con cao 1m69. Con 1m69 lận gần 1m7 đó con à. Yên tâm hả? Được. Con có thích đàn ông để tóc như thế nào không? Dạ gọn gàng là được rồi. Tóc gọn ha? Dạ. Này quá gọn rồi. Tóc trắng ngay trán không? Tóc giống tóc chú Quyền Linh đó con. Ra đây, đi ra đây nè. Tóc này giống tóc tôi. Chờ chú. Đó. Chờ con. Con có thích cái tóc mà mái trắng thích vậy không? Thích tóc chú không? Hôm qua là chú lấy cái rổ á, con chú úp lên. Tóc anh bên đây cũng ngang ngang vậy đó. Điều nó không bằng chú thôi. Thích người đàn ông như thế nào? Sáu múi hay là ốm yếu hay là mập mạp hay là sao đó? Không, có một chút thư sinh xíu. Dạ. Tôi được ước thấy thôi. Được rồi, được rồi. Con muốn có một mẫu hình trong mơ thế nào? Con thích một người bạn gái có tính gọi là biết chia sẻ, đối nhân xử thế trong lời ăn tiếng nói trong gia đình. Cái thứ ba đó là da trắng. Trắng. Cái cuối cùng đó là đừng ích kỷ. Có thích gái đẹp không? Dạ. Đẹp hay dễ thương? Con nghĩ là dễ thương sẽ thương nhiều hơn. Đẹp. Thích dễ thương đúng không? Dễ thương cũng được, cái nào cũng tốt hết chứ. Đẹp khác dễ thương nha ông nội. Đẹp. Ông nói tôi đi, tôi đẹp hay dễ thương? Cả hai. Con đi với ai? Dạ con đi với đồng nghiệp con. Đồng nghiệp có con chào tiếng. Cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Qua cái cách nói chuyện của bạn nam này á, thì con thấy bạn là một người rất là thật thà. Ngại một cái là hai bạn bây giờ cái khoảng cách địa lý hơi xa. Và trong khi đó công việc của bạn Trang á, thì đa phần là làm việc ở công ty. Cái thời gian mà dành cho bản thân cũng không có được nhiều lắm. Vì vậy cho nên là bạn có thể nói về khoảng cách địa lý thì hai bạn có thể là dành cái thời gian nào đó trong tháng một vài ngày để hâm nóng lại hoặc là để làm nóng cái tình cảm của mình lên. Rồi cảm ơn nhà gái. Còn con, con đi với ai? Dạ hôm nay con đi với mẹ con. Chào anh Nguyễn Linh và cô Hồng Vân. Tôi ở nhà cũng coi miếng rồi cũng khuyên nó nhiều lắm, cũng muốn về đăng ký rồi đi tìm vợ. Mà giờ nói thì nó ngặn ngào khó nói quá. Sao vậy? Sao có gì thì cứ hai con tìm hiểu má thấy được. Thế hả? Để chú Quyền Linh với cô Hồng Vân mà làm mai cho con được rồi, má cũng mừng. Rồi nói một vài câu với con dâu tương lai đi, cảm nhận cháu thế nào? Má thấy con cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn. Má có khuyên lời nào với con trai của mình không? Dạ, má khuyên là con trai cố gắng. Cố gắng chinh phục bạn này đúng không? Dạ. Trời ơi, đâu phải đơn giản đâu. 14 đứa con gái, một người con trai. Giờ 4 đứa đi lấy chồng hết rồi. Còn đứa con trai trụ cột, đi lấy vợ má hạnh phúc chứ.
đúng không cô hả? Còn thằng con trai thôi, con dòm hết cho nó chạy trượt. Thôi mở rào. Bắt đầu đi Tùng. Chờ anh. Rồi đứng lên tặng hoa đi, chết đứng nữa rồi, Tùng nó chết đứng luôn rồi. Chung mà anh đến từ Đắk Nông xuống đây thì anh không có gì hết á. Chỉ có bó hoa tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em có một món quà này, trong đó là gia tự em làm á, và em cũng nghĩ là nó hợp với anh. Anh có muốn mở ra xem chứ không? Mở đi, mở đi Tùng. Anh mở đi. Trên đây là những con hạt em gấp á. Và có con là sẽ có chữ, còn có con là không có chữ. Anh muốn bóc thử một con thử. Anh thì anh thích màu hồng. Em sẽ lấy. Rồi anh mở ra. Lúc nãy em có nghe anh chia sẻ là anh là người lo xa đúng không ạ? Đúng rồi. Khi mà anh bóc trúng con hạt này nè, anh chắc chắn không biết gấp nó đâu ha. Và khi mà anh mở ra, nếu mà nó không có gì á, trong tờ giấy này là không có chữ ha, là nó giống như là của sống vậy đó. Là có những điều là mình có rất nhiều điều là mình muốn, nhưng mà nỗ lực hết sức cũng chưa chắc là có được. Bốc thêm một con nào có chữ nó đi Tùng. Thử xem như thế nào. Không biết con nào có chữ. Thế nào con nó ghi vậy em sẽ về Bình Phước với anh không? Thì Đắk Nông không có đâu ạ. Đó, cái đó nhiều chữ á, cô liếc sơ sơ. Anh đọc không? Chúc anh bình bình an an, vui vẻ, vui vui, vẻ vẻ. Chữ anh xấu lắm hả? Quãng đường phía trước. Đúng. Chúc anh bình bình an an, vui vui, vẻ vẻ. Quãng đường quãng phía trước. Đường phía trước. Ok. Con cũng có một ước mơ, con đang... Con nói luôn đi con. Thay vì con viết, bây giờ con nói luôn đi, con ước cái gì? Ước mơ của con là muốn trở thành mở một quán cà phê cho riêng mình. Đó là những cái cà phê con làm ra. Vậy là quá tốt rồi, con cứ viết lên ước mơ của mình. Để anh nói trước. Anh nói thiệt là anh là người nông dân thật. Chất phác lắm, nhưng mà... không biết là... Trong tương lai, anh và em... có thể viết lên được câu chuyện ước mơ của anh hay không, nhưng mà anh mong hiện tại chúng ta cứ cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau, anh cũng có ưu điểm gì đó để cùng viết lên ước mơ của em. Và ước mơ của em là gì? Con run hả con? Đời ai cũng phải có ước mơ nha con. Em là cũng muốn là mở một cái giống như cái gì đó của riêng mình, giả sử như một cái tiệm may hay là một cái công việc gì đó mà nó cụ thể để có thời gian chăm sóc cho bản thân mình và cũng như dành thời gian cho gia đình thôi. Mà hiện tại thì em chưa hoạch định. Chưa nghĩ ra một cái nghề gì để làm cho phù hợp. Quán cà phê đó là tốt rồi đó. Rồi, mở quán cà phê, quản lý quán cà phê đồ ha. Trao nhau cảm nhận thế nào đi, lần đầu tiên gặp nhau đó. Em thấy anh thế nào? Em thì thấy anh hiền. Coi cách nói chuyện anh thì em thấy anh thật thà. Và theo như em nghe được cái chia sẻ của anh thì anh là một người trưởng thành. Cô gái nào đó mà lựa chọn anh thì về tương lai thì rất là giống như có một chỗ nương tựa rất chi là vững chắc. Thì em nghĩ vậy. Anh cảm ơn. Anh tính nói em nói có thể chia sẻ thêm nữa không? Tại vì em hay quên, chứ là em nhớ tới đâu em sẽ hỏi anh, chứ xíu là em sẽ quên mất luôn. Anh cảm nhận em. Em có phần sống gọi là nội tâm rất nhiều. Em là người thích được người ta bảo vệ, được tạo cho em cứ cảm giác được một mái ấm gia đình là ấm áp. Mà em cần một người đàn ông đủ trưởng thành để bảo vệ em, lo lắng cho em, chăm sóc cho em. Nói xa hơn nữa là cũng như làm gương cho em cũng như con của em. Vậy con thấy con đủ bao nhiêu phần trăm cho cái ước mơ đó? Theo con thì khả năng của con làm thì con sẽ cố gắng làm... Bao nhiêu phần trăm? Theo bản thân con nghĩ thì không ai trọn vẹn gọi là 100% hết. Nhưng mà con sẽ cố gắng làm hết 100% năng lực của con, những gì con đang có. Bạn trai bước tới nắm tay bạn gái đi, nói bằng cả trái tim của mình nha, nhìn thẳng vào nhau, chúng ta không có nhiều thời gian nữa.
anh hy vọng rằng hôm nay, khoảnh khắc này, hãy cho nhau một cơ hội. Nếu mà chúng ta cùng nhịp, tim cùng đập thì chúng ta cùng đi xây dựng ước mơ của hai đứa. Rồi. Em có suy nghĩ gì không? Em có một cái đó là trong tình cảm á, là nếu một khi em có cảm xúc với đối phương thì phải như bằng mọi cách em sẽ cố gắng nắm bắt. Còn nếu như không có cảm xúc thì em sẽ không miễn cưỡng. Hết thời gian. Nếu đúng chúng ta có cảm xúc thì đừng ngại ngùng, bằng mọi giá bấm ngay cái nút đó. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, như vậy là cô gái không bấm nút. Cho con chia sẻ một chút xíu, đó là em đúng như anh nhận xét, đó là em muốn có một người yêu thương, quan tâm em, bảo vệ em. Nhưng mà em muốn, tại vì em chưa từng yêu, chỉ là em muốn mình có được trải nghiệm những cảm xúc yêu đương như bao nhiêu người khác thôi, chỉ là em không thể vội vàng đồng hành với anh được. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Dạ. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi bạn. Mời đàn gái giới thiệu về mình. À, dạ, xin chào cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh và toàn thể quý vị khán giả. Dạ, xin chào quý vị khán giả, em tên là Đoàn Thị Thu Hương, em tới từ Bình Phước. Em 26 tuổi, hiện đang làm ở công ty sản xuất tại Bình Phước luôn ạ. Mời bên đàn trai. Vâng. Lời đầu tiên cho em xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị em. Hồng Vân ạ. Chào em. Dạ, em tên là Nguyễn Công Minh. Năm nay 27 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hiện tại em đang làm việc tại công ty Tân Cảng Long Bình. Mình làm về công việc gì Minh? Em làm ở phòng điều độ ở công ty Tân Cảng. Công việc cụ thể là kiểm soát và quản lý xe ra vào cổng. À, dạ. Kiểm soát xe ra vào cổng ha. Dạ vâng. Cứ nói về mình đi. Điểm mạnh là cái gì nè? Tính cách của em thì rất là thẳng thắn, sống với mọi người chân thành. Và được cái có tính, cũng có tính một chút xíu về gia trưởng. Có tính gia trưởng? Dạ. Cái đó là tính, theo em là tính xấu hay là tính tốt? Theo em nghĩ có mặt tốt và mặt xấu của nó. Tại... phụ nữ mà có tính gia trưởng hả? Dạ. Nhà căng vậy ta. Thường xưa người ta nói đàn ông có gia trưởng, phụ nữ cũng có tính gia trưởng nữa hả? Dạ, tại vì em là con lớn trong gia đình, có hai em nhỏ nữa. Nên là em phải có cái tính đó thì... em thì của em mới trị được hai đứa kia đúng không? Dạ, thay ba mẹ uốn nắm. Có tật xấu gì không Hương? Dạ, có tật xấu là không hài lòng về cái gì đó thì sẽ dễ nổi cáu. Nổi cáu là em làm gì? Nổi cáu thì nó phải em nhanh. Giải quyết bằng cách nào? Đó là nhắm vào đúng đối tượng và nhanh. Mà không nhanh được thì sẽ cứ hòng hòng suốt ngày thôi. Vậy nhanh dạ. Là gì? Nhăn mặt hay là sao? La cỡ nào? La có đánh đòn chưa? Dạ. Thường là đối tượng là hai đứa em là chính đúng không? Dạ, hồi bé thì có. Có đánh đòn hai đứa em luôn. Còn bây giờ là chỉ la thôi. Giờ la thôi. Dạ, nghiêm trọng cái là nếu mà không la thì sẽ không còn quan tâm nữa. Là sẽ không nói năng gì nữa. Không nói năng đến. Dạ. Em đã có mối tình nào chưa? Dạ, có ở thời đi học thì có. Dạ. Rồi có áp dụng cái gia trưởng đó trong tình yêu không? Dạ, hồi đó quen nhau thì là học sinh nên là bạn ấy cũng rất là rụt rè. Thì em sẽ là người chủ động, em tỏ tình trước và... Nói chung là cũng có thể hiện trong tình yêu là tính gia trưởng. Vậy là tình yêu thời học sinh đó em hả? Có một mối tình thời học sinh thôi hả? Dạ, sau này thì cũng là một người bạn thân thiết là, nhưng mà cũng là học sinh. Chưa phải là yêu đúng không? Dạ, chị mới chớm thôi ạ. Nhưng mà vẫn gia trưởng, có gia trưởng không? Cũng là tỏ tình trước hay là bạn đó tỏ tình trước? Em là em tỏ tình trước. Em trước luôn, em chủ động hết đúng không? Dạ. Chủ động hết. Bây giờ thì em nói về tính cách của em đi. Điểm mạnh, điểm yếu thế nào? Vâng. Tính cách của em thì là vui tính, hài hước, nhiệt tình. Điểm mạnh thì là
chung là có một chút sáng tạo, là có óc hài hước rồi, là luôn quan tâm đến mọi người. Có giải thưởng không? Cái đó thì phải tùy mọi người đánh giá được, mình không thể nào mình tự nhận được. Không, tức là em nghĩ là em có tự đưa ra quyết định và phải bắt người ta làm theo mình không? Cái là đôi khi thôi, đôi khi thì em cũng muốn mọi người theo ý của mình, nhưng mà đôi khi mình nghĩ là mình cần phải nghe lại ý người khác sẽ tốt hơn. Đúng. Em là con thứ mấy gia đình cơ? Dạ em là con đầu ạ. À cũng là đúng cả luôn. Có nhiều em không? Dạ hiện tại em có một đứa em. Đứa em gái. Dạ. Em có hay áp đặt nó không cưng? Cũng không ạ. Có khi lại ngược lại. À vậy khi làm hiếp lại anh dạ. Trai đúng không? Sao em gái nên nhường nhịn nó. Em có tật xấu gì không? Dạ đương nhiên ạ. Ai cũng sẽ có một điểm yếu riêng của mình. Cụ thể em thì tính còn hấp tấp. Hấp tấp là con hơi thiếu kiên nhẫn á. Vẫn còn hay quên. Mình nhớ là mình phải làm việc này á, nhưng mà đang làm việc khác xong lại quên luôn. Hay quên. Vâng. Còn gì nữa không? Tạm thời là vậy thôi. Vâng. Em có mấy mối tình rồi? Hiện tại thì em chưa có mối tình chính thức nào cả. Cũng nếu mà có cũng chỉ gọi là quen sơ thôi hả? Đúng rồi, cũng không có quá thân thiết gì. Tức là chưa có tình yêu. Vâng, có thể gọn như vậy. Ồ vậy đó hả? Từ đó tới giờ luôn hả cưng? Dạ thì từ đó đến giờ thì em cũng cố làm quen một số cô, nhưng mà quen cũng một số cô luôn hả? Không phải cái là cố là làm quen á, nhưng mà cũng không có thành công. Không, anh hỏi câu này, biết có tình yêu chưa nè? Em có hôn cô gái nào chưa? Chưa. Chưa hôn? Dạ. Thật không? Dạ thật. Vậy là chưa có tình yêu. Bên đây nè, em bị ai hôn chưa? Rồi. Tức là người ta chủ động hôn em hay là em chủ động hôn người ta? Em yêu cầu. Em yêu cầu? Dạ. Người ta hôn em? Dạ. Cô gái bên đó hơi cá tính đó nha. Tức là rất là gia trưởng mà hơi cá tính luôn đó. Là yêu cầu luôn. Yêu cầu không? Nhưng mà người ta có thực hiện yêu cầu của em không? Dạ có. Vậy dễ là... gì không, trời ơi. Khỏi còn yêu cầu người ta cũng thực hiện nữa. Nhưng mà cái mẫu người mà đàn ông mà em thích là như thế nào? Em yêu cầu, không có yêu cầu về ngoại hình. Không có yêu cầu về ngoại hình? Dạ. Sao cũng được. Dễ nhìn thôi. Ừ. Còn về tính cách thì quan trọng hơn đối với em. Tính cách, ví dụ? Dạ. Đầu tiên là phải biết quan tâm người khác. Và hiếu thảo với gia đình. Hiếu thảo gia đình, quan tâm người khác. Dạ, khi mà hiếu thảo với gia đình của mình rồi thì mới có đủ cái lòng bao dung được với gia đình của bên bạn gái hoặc là gia đình của vợ mình. Và em cũng yêu cầu là bạn ấy có một cái gọi là hơi trầm tính chút xíu. Hơi trầm tính, đừng có dạ. Nóng tính vào. Không có. Dạ, tại vì em đã nóng tính rồi mà bạn trai của em cũng nóng tính thì hai cái nó... tách nhau ra đi. Đúng rồi, hai người nóng tính này cuối cùng nó bể hư việc hết trơn ha. Dạ. Yêu cầu người yêu không cần cao thấp, không cần ngoại hình gì hết, còn em sao? Em nếu cô gái từ 1m6 trở lên thì là tốt quá rồi. Dạ. Nói chung là khuôn mặt dễ nhìn, có duyên. Có duyên. Em có hình mẫu lý tưởng nào không? Thế em hiện tại chưa có hình mẫu nào. Em có tưởng tượng một người yêu của mình phải như thế nào không? Em tưởng tượng một cô gái cao chừng 1m6, da trắng. Có gì khuôn mặt luôn tụy cười. Cái gọi là thần thái lúc nào cũng vui tươi lạc quan á, gây cái đó. Gọi là sự năng lượng tích cực cho người đối diện. Rồi, có bao giờ nào? Bạn gái gia trưởng xíu em có đồng ý không em? Cái này em nghĩ là sau một thời gian tìm hiểu thì em mới có thể gọi là có làm quyết định chính xác được. Chứ bây giờ nếu mà nói ra thì còn sớm quá. Tại dù sao cũng mới chỉ là quen. Tức là thí dụ như một cô gái luôn luôn chỉ đạo em, bắt em phải làm theo cô ấy thì sao? Bây giờ ví dụ như cái gia trưởng nó trở thành một thói quen rồi, là bởi vì nó là một cái nếp từ hồi bé rồi. Ừ. Mà không thể bỏ được thì sao? Em đừng có nghĩ là bạn này, em nghĩ là một cái mẫu mà chung người chung nào là... đó chẳng hạn, thí dụ vợ của em chẳng hạn. Cái gì phải bắt nó làm theo người gia trưởng là vậy, ta quyết đoán hết trơn á. Nếu mà xác định quen nhau lâu dài thì mỗi người thì cũng nhường nhịn nhau một chút. Tao không nhường, có gia trưởng. Có lẽ em nghĩ nếu bạn ấy yêu em thì bạn ấy sẽ người ta có điều chỉnh yêu lên. Nhưng mà ta không có nhường, bởi người ta gia trưởng, người ta quyết đoán mà. Nhưng mà chị sao? Chị thấy em đang rối đúng không? Đúng rồi. Thực sự là câu trả lời này hơi khó. Đâu có gì khó đâu, giờ em tưởng tượng đi. Em chưa bao giờ nghĩ đến một vấn đề này cả. Thì bây giờ em nghĩ đi nè, dạ. Thí dụ đặt trường hợp như thế thì em xử lý thế nào? Em tin điều đó sẽ không xảy ra.
Nhưng mà cái điều gì mà em không thích nhất ở người phụ nữ? Tức là ảo tưởng sức mạnh. Có nghĩa là cô ấy quá kiêu kỳ, tức là nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, là cái gì là cô ấy cũng có thể làm được, và xem thường các người khác. Đúng, người khác. Đại khái là em không thích con gái ở cái điểm là ảo tưởng sức mạnh. Dạ đúng ạ. Còn em không thích ở người đàn ông là điều gì? Gia trưởng. Gia trưởng. Em gia trưởng mà em thích người ta gia trưởng. Dạ. Vậy là coi như là không, em sẽ, bạn này sẽ phải lấy một cái người đàn ông không biết gia trưởng là gì để cho em gia trưởng. Đúng rồi. Thì đó, bởi vì đôi khi là bên đây là phải suy nghĩ cho kỹ nha. Cổ là tính của gia rất là gia kiên trưởng định, rõ ràng. Bạn này rất kiên định luôn. Tôi là người gia trưởng. Ví dụ giờ á, em gặp một người bạn trai, em yêu người ta say đắm, em yêu dữ lắm, nhưng mà người ta không thích cái tính gia trưởng của em có bỏ được không? Dạ được. Dạ, tại vì đủ cái động lực để tự mình hiểu, tự mình thay đổi. Tức là em có thể thay đổi được nếu như mà cái đối tượng kia đủ thuyết phục được em, đúng không? Dạ. Chứ không phải là kiên định, không phải là ăn vào máu huyết rồi, đúng không? Dạ. Tại vì từ nhỏ là như vậy, nhưng mà em cũng tự biết là cái tính đó là không có tốt. Nên là cũng đang dần dần thay đổi ạ. À, 26 tuổi còn trẻ lắm, còn sửa chữa được. Vâng. Em còn có điểm gì không thích ở người bạn trai nữa không? À, là biết uống rượu nhưng mà không được nghiện. Không được nghiện rượu. Không được nghiện rượu nhưng mà phải biết uống rượu, đúng không? Dạ. Ví dụ như không biết uống rượu được không? Không biết uống rượu thì đi với em thì hơi khó. Trời. Tại sao? Tại sao? Tại vì em uống được hả? Dạ, tại vì em uống được. À, bạn này uống được. Với lại công việc của em là bên phòng kinh doanh, nên là sếp của em chắc chắn là sẽ yêu cầu phải ra mắt rồi. À. Nên là lúc về, nếu như vậy nếu mà không uống được thì cũng phải tập tành để uống thôi. À, nhưng mà không được nghiện. Dạ. Sao căng ạ? Khó à nhờ. Biết uống rượu nhưng mà không được nghiện. Rất phù hợp với em, tại em cũng biết uống rượu nhưng mà không có nghiện. Để uống rất là chừng mực, bởi vì an toàn là trên hết. Đã uống rượu say là không lái xe. Ít ra là tôi với ông thấy hai cái mối này còn được một cái điểm. Còn được một cái điểm. Giống giống nhau hả? Giống giống nhau xíu, ừ. Ai? Mà em gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với bản thân và hai em gái. À, bạn em gái ruột á hả? Dạ, em gái ruột ạ. Dạ, xin chào cô chú và tất cả mọi người. Thì con xin đính chính lại một chút là chị con không có phải là gia trưởng mà ép tụi con làm theo cái này, làm theo cái kia. Mà con nghĩ đó là cái điều tốt cho tụi con, nên là tụi con nghe theo thôi. Thực ra nó nói là nghiêm khắc chứ không phải là gia trưởng lắm. Dạ. Chị con thì rất là lo cho các em và lo cho gia đình, là một người cực kỳ có trách nhiệm với công việc. Dạ. Bình chị dễ sợ luôn. con thấy cái bạn này sao? Anh, dạ. Anh này sao? Dạ, chào anh thì em thấy là có hợp với chị em á, nên là nhưng mà cái quyết định thì em cũng dành cho chị, em theo chị. Hợp là theo con thấy hợp gì? Cái ngoại hình thì cũng hợp, cao rồi đẹp trai. Cảm ơn em. Còn tính cách thì em nghĩ là ai rồi cũng phải có sự thay đổi thôi, nên là nếu mà anh chị đến với nhau thì chắc chắn là chị em cũng sẽ thay đổi và để hoàn thiện mình hơn. Dạ, hôm nay em đi với mẹ em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh ạ. Em là mẹ của Minh. Minh thì rất là hiền và có hiếu với bố mẹ. Dạ, biết lo cho gia đình, và Minh thì không hút thuốc, không nói chung là rượu thì chẳng qua là chỉ đi xã giao thôi. Cháu ít uống rượu lắm mà hiền lắm. Nói chung là nhà có cô em gái thì nói chung là lúc nào là đóng vai anh nên cũng hay nhường nhịn, cưng em lắm. Dạ. Còn có một điều nữa là cháu thì hơi nhút nhát một chút. Nhút nhát? Dạ. Bây giờ vẫn chưa có người yêu đấy. từ nhỏ đến giờ thì chỉ lo học thôi. Thế bây giờ công việc thì cũng ổn định rồi. Thế mẹ cũng nói bảo là năm nay con cũng 28 rồi, nên là tìm một nửa của mình đi. Đấy, cũng rất là mong đến với chương trình này thì cháu tìm được người như ý. Dạ, và nãy em thấy bạn này sao? Dạ, thấy cháu bên đây thì dễ thương. Dạ, nói chung là về ngoại hình thì cũng rất là xinh xắn. Dạ, còn cái tính nét ấy thì nếu mà người ta nói là đủ yêu thương á,
thì con người sống với nhau, người ta sẽ dễ bỏ qua những cái lỗi lầm. Cái quan trọng là hai cháu thật lòng thương yêu nhau. Còn cái chuyện mà cháu hơi khắt khe với các em ấy thì cũng là một điều tốt để sau này còn dạy con. Dạ. Cho nên rất là mong là hai cháu đến được với nhau. Rồi, cảm ơn anh trai. Bây giờ thì hai đứa đã nghe hết rồi ha. Góp ý của hai bên cũng như nãy giờ mình cũng nghe qua cái rào này rồi. Giờ mình gặp mặt nhau, mình cảm nhận thôi, mình quyết định thế nào nha. Mở rào. Anh chào em. Dạ chào anh. Anh rất vui được gặp em ngày hôm nay. Tặng quà không? Đúng rồi. Đó. Hôm nay anh đến thì có một món quà tặng em, cũng không có. Hôm nay thì anh hơi bận nên cũng không có biết mua cái gì nó phù hợp nữa. Sắp đến năm mới rồi, còn 3 tuần nữa thôi. Dạ. Thì anh có quyển lịch để bàn để em có thể để bàn rồi. Nếu em có dự định trong tương lai gì á, em có thể nhìn vào tấm lịch này để em làm việc. Dạ. Anh cũng hay có thói quen nhìn vào lịch để bàn để làm việc. Dạ. Dạ, đây là anh tặng em hoa. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Đấy, cô ấy... Đấy. Dạ, em có món quà. Thực ra là em là không có khéo tay lắm. Nhưng mà ngày hôm qua cũng đã cố gắng hết sức để đan cái móc khóa dành tặng anh. Nó là một cặp. Anh có thể móc vào chìa khóa xe hoặc là móc vào chìa khóa nhà gì đó. Nó là một cặp màu khác nhau thôi, nhưng mà kiểu dáng là giống nhau. Thì em mong rằng là em với anh hai tính cách khác nhau, nhưng mình sẽ đi chung được một con đường, hướng chung một lý tưởng. Anh cũng rất mong điều đó. Anh cảm ơn em. Hai em gặp mặt nhau đó. Dạ, thật ra thì thì em cũng không có đặt tiêu chuẩn về ngoại hình nhiều lắm. Nhưng mà bạn trai này thì hơn cả tiêu chuẩn của em đặt ra nữa. Anh cảm ơn. Dạ. Anh thấy em cũng khá dễ thương. Dạ. Nhất là đôi mắt. Người ta bảo là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Dạ. Anh cảm nhận là anh nhìn mắt em á, anh tưởng bố câu. Còn mắt anh thì là diều hâu rình mồi. Anh thấy anh với em có thể anh là sẽ bố câu nhau. Nhưng mà đừng con đậu con bay nhá. Không, em là con bồ câu còn anh là con diều hâu. Em thấy được không? Có vẻ em đang bị yếu thế. Không sao. Bởi vì con trai thì cần phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ người phụ nữ của mình yêu. Dạ. Nghĩ điều đó cũng đúng thôi. Em tuy mạnh mẽ nhưng cũng cần một bờ vai để trợ cho em mà. Anh thấy hôm nay gặp em thì cũng rất vui. Tuy nhiên thì thời lượng chương trình thì thấy cũng khá ngắn. Nói chung cũng có nhiều điều mà em cũng chưa hiểu về anh. Cũng có nhiều điều lăn tăn em cũng cần thắc mắc, cần giải đáp. Thì anh nghĩ sau chương trình á, nếu mà có cơ hội thì mình nên gặp nhau một buổi. Dạ. Để mình có thể trao đổi thêm những vấn đề mình chưa biết. Giờ trao em đổi đi. Thấy thế nào? Nếu mà có cơ hội thì cũng nên... Giờ trao đổi đầu tiên nè, hai đứa cái quãng đường hai đứa ở đó, dạ, nó cũng hơi xa đó, dạ, mình hẹn hò thế nào mình bàn thử. Anh không rõ là em ở Bình Phước thì cụ thể ở chỗ nào nhỉ? Ở Minh Hưng, khu nghiệp Minh Hưng Trân Thành. Anh chưa tra Google thì không rõ là khoảng cách đến nhà anh là bao nhiêu cái số nữa. Nhà ông thầy địa lý kìa, ông lý giải dùm cho hai đứa nhỏ kìa. Bình Phước. Trên 100 cây số. 100 cây số từ Hòa lên Bình Phước à? Trên 100 cây số từ nhà này tới điểm đó. Vậy là đi xe mà không kẹt xe là mấy tiếng? Thông thường thì có đôi khi là phải 2 đến 3 tiếng. Dạ 3 tiếng. 3 tiếng. Dạ. 3 tiếng. Tại cũng hay có xe giao hàng qua đó nên. Xe giao hàng. 3 tiếng. Thế mình thí dụ như thế thì mình hẹn hò thế nào, hai bạn thử tính xem. Có thể vào để dịp cuối tuần. Cuối tuần em đang nghỉ đúng không? Dạ, em nghỉ vào chủ nhật đây. Chủ nhật nè. Anh thì cũng hơi vướng mắc về công việc, tại anh làm theo ca. Dạ. Cũng có hôm được nghỉ, ngày thường anh vẫn được nghỉ. Dạ. Thì cuối tuần thì có hôm đi làm, hôm không. Nhưng không sao, anh sẽ về anh sắp xếp lại.
Có dịp anh sẽ đến thăm em. Dạ. Rồi, em có điều gì cần hỏi anh không? Không, mọi thứ thì cũng những điều em muốn biết thì cũng cơ bản đã được hỏi. Thì quan điểm về tình yêu thế nào thì mỗi bên? Quan điểm tình yêu của em là em không quan trọng về quá khứ. Quan ông trọng về cái tương lai. Mà con lo. Ông này không hề có một miếng quá khứ nào hết trơn cho nên mình bỏ cái dục đó đi. Và con nói tôn trọng về quyền riêng tư của nhau. Thứ nhất là về đôi khi là cũng có bạn bè riêng của nhau. Mình có thể đi chung, cũng có thể đi riêng nếu mà anh không thích hoặc là em không thích. Nhưng mà cũng phải tạo thời gian và khoảng thời gian riêng tư của nhau. Và thứ hai nữa là không có về cái điện thoại á, thông thường bây giờ là những công nghệ thông tin, cái đó cũng tôn trọng. Hỏi em cái này nhé, thần tượng của em là gì? Mẫu người hay là không, thần tượng của em á, có thể là bất kỳ những người trong lĩnh vực ca nhạc, sân khấu điện ảnh hay là khoa học cái gì? Em có hai trong sơ yếu lý lịch là em thần tượng K-pop. K-pop à? Vậy giống em gái của anh này. Nó cũng rất thích K-pop. Mặc dù anh không thích chút. Không sao. Còn anh? Thần tượng của anh à? Khá nhiều đấy. Nhưng mà anh ấn tượng nhất là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Người đàn ông mạnh mẽ, văn võ song toàn, khả năng gọi là ứng biến tình huống, xoay chuyển tình thế, cho dù gặp bất lợi đến đâu cũng vẫn giữ thái độ bình thản và đương đầu với khó khăn và hóa giải thành công. Anh thấy đấy là một mẫu người mà anh luôn phấn đấu để một phần của người ta. Bây giờ á, nào hãy tiến đến nắm tay cô gái và cảm nhận, và chúng ta nói hết những cái suy nghĩ của mình về người đối diện, về những cái cảm nhận từ nãy giờ. Nào, nắm tay đi, hai tay nắm vô. Em quên, anh chưa hỏi em cao khoảng mét mấy nhỉ? Mét 65 à? Ồ, anh rất là kiểu đó. Phải bắt tay nhau. Bởi vì hai đứa. Bởi vì nếu sau này anh có hôn một cô gái thì anh sẽ đỡ mọi cầu hơn. Em sở thích của em là gì nhỉ? Anh quên chưa hỏi. Em thích nhạc K-pop. Ngoài ra còn gì nữa không? Em thích du lịch. Có thích thể thao hay là? À không, thể thao thì em không chuyên. Anh nghĩ em nên chơi một môn thể thao nào đó, nó giúp mình khỏe, đẹp hơn. Nắm tay nhau để cảm xúc về nhau. Em nắm rồi. Không, nắm tay nhau, hai tay nắm vào. Đây. Đấy, hỏi tiếp đi đấy. Em có câu hỏi gì với anh không? Cần hỏi anh. Thắc mắc gì? Hiện tại thì không anh. Không à? Dạ. Rồi, mình nói cảm xúc về người đối diện đi. Trong tim mình thế nào thì nói như thế đấy. Anh nói thật là khi anh thích một người á thì thời gian nó dường như nó trôi chậm lại á. Một ngày mà mình không gặp người ta á thì cảm giác như 24 tiếng vừa trôi qua. Đúng rồi, tất nhiên. À đúng rồi, 24 tiếng. Em thấy thế nào? Em thì hiện tại em đang cần một người có thể bao dung được cái tính cách của em. Anh nhắm là anh có thể làm được điều đó không? Ừ, anh nghĩ thì một người khó tính như em đấy. Nhưng mà khó, đôi khi cũng khó mà để tốt cho người ta thì cũng sao. Còn anh yên tâm, em cũng biết làm nũng nữa. Ừ. Nhưng mà không phải lúc này. Tất nhiên không phải lúc này rồi. Đúng rồi. Em còn gì nữa không? Không. Anh nghĩ thắc mắc là ở xa này ấy, thì nếu mà anh gặp em ít vậy thì có vấn đề đâu? Có em cảm thấy nó ít quá hay là? À, cái tần suất thì em không có vấn đề gì cả. Thực sự là một ngày em làm việc, em là người rất là tập trung trong công việc. Em làm việc cả ngày như vậy, có thời gian rảnh thì em mới đụng tới điện thoại thôi. Nên là có khi anh nhắn cả ngày em mới trả lời lại. Nên là anh phải chuẩn bị sẵn về tinh thần về điều đó. Nhắn trả lời lâu quá nha. Có khi anh không cập nhật. Tại vì em đang tập trung công việc mà. Anh công hiểu. Việc là phải vậy. Thường thì thời gian làm của em á là từ mấy giờ mấy giờ? Từ 7:30 đến 4:30. 4:30 chiều à? Thì anh nghĩ em vẫn có thời gian mà, buổi tối em nhắn tin. Buổi tối thì được, nhưng mà trong giờ làm việc thì em sẽ. Đương nhiên rồi, giờ hành chính là anh cũng nhắn tin đâu. Đúng rồi. Buổi tối em nhắn tin. Nguyên thì có tắc. Gì nhớ trả lời sớm nhé.
Trả lời khi trả lời muộn anh lên bắt xe đến nơi em cũng có ở đó thì nó thật rất là phí. À, dạ. Yeah. Ok. 3 2 1 hết thời gian. Nắm tay nhau đi, bây giờ mới chính thức là nắm tay chứ không phải bắt tay. À, bây giờ còn em bắt tay không ạ? À? Em quen là Linh giống như là một cái giao dịch vừa xong á. À. Rất là Putin luôn á. Đó. À, đúng rồi, em hay bắt chước. Cái này là tình yêu chứ không phải là bắt tay, nắm tay nhau thế nào? Để tay trái ra. Anh thường hay suy nghĩ hơi lâu. Có nghĩa là quá thời gian quyết định là nếu mà thời gian là 60 giây ấy, thì anh đến giây 59 anh quyết định. Đấy, bạn gái rất là chủ động, bấm luôn ngay từ lúc đầu. Em không thấy điều đó. Đấy, bởi vì em chưa có cảm, em chưa có để ý người đối diện. À, lúc em đang suy nghĩ tương lai. Tương lai em suy nghĩ gì? Em suy nghĩ gì về tương lai? Nhiều lắm ạ. Tha vậy? Dạ. Nãy suy nghĩ vậy đó hả? Trời ơi trời, tôi suy nghĩ cho ngày mai hẹn bạn ấy ở đâu. Dạ, tôi nghĩ tới 2030 rằng tới 10 năm nữa rồi. Suy nghĩ rồi sau đây á là có về gì đó cho bạn này về Bình Phước liền, mình có đưa bạn về hay không, hay là bây giờ là mình về Biên Hòa rồi để cho bạn tự về Bình Phước, nghĩ là nghĩ cái đó thôi. Đúng rồi. Nghĩ đâu mà chim thôi. Nửa buông nữa. Tình yêu là phải nắm chặt tay nhau đúng không? Nắm tay em thật chặt. Chặt tới mức mà không thể bỏ được. Em có thói quen nói chuyện là tay để vung cái này, nắm này nói hơi khó. Bây giờ cuộc sống hiện đại buông ra mất, buông mất đó nha. Rồi một nụ hôn đầu tiên, chưa bao giờ hôn ai đấy, hôn sao cho coi được đó. Thấy nó muốn ra gì chứ, muốn ra cái gì như thế này này, cái này là vạn đó kìa đó. Là vạn sự khởi đầu nan ạ. Không sao. Thấy chưa? Người ta bản lĩnh chưa? Dạ. Dạ phải làm lại nữa. Y chang như bạn gái làm coi. Chứng minh mình là em được tâm chứ. Xong. Đó. Không tay nhau, đúng rồi. Thằng mẹ đó, không có phải bắt tay. Trời ơi. Có bắt tay hoài à. Có bắt tay rất là dễ thương. Hôm nay mọi người chứng kiến hết rồi. À, sẽ làm chứng cho các bạn và nhớ hứa cái gì mình phải giữ y lửa đó. Hãy đến thăm cô gái ấy, mặc dù bây giờ nó hơi xa nhưng mà không sao. Anh nghĩ được tình yêu đủ thăng hoa thì cái chuyện không có xa gì mấy đâu. Nửa vòng trái đất người ta còn bay về đây mà ha. Chúc các bạn hạnh phúc và những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. À, cảm ơn. Dạ, cảm ơn.